À vậy thì bây giờ là anh sẽ bó xôi. Bó xôi lại. Bó xôi lại rồi mình nói đem chi. Anh Lam Trường nè, em nghe nói là anh rất là thích ăn gà. Vậy thì ở nhà đó khi mà anh đi ra ngoài chợ anh mua gà thì anh có cái kinh nghiệm gì mà để chọn gà ngon không anh? Theo những cái kinh nghiệm của những người sành về ẩm thực truyền lại á thì anh đi mỗi lần đi chợ mua gà anh thích lựa con gà mái. Bởi vì thích gà mái. Ngày hôm nay đây thì Phương Trúc cùng với quý vị sẽ được nhà hàng Forever hướng dẫn cho chúng ta cách thực hiện một món ăn đặc trưng của vùng đất thép Củ Chi, món gà bọc xôi chiên. Đúng vậy, hôm nay thì anh Trường sẽ bày cho Trúc và cho quý vị một cái món ăn rất là ngon đặc biệt của nhà Forever, đó là món gà bọc xôi chiên. Ô, vậy là hôm nay là anh là đầu bếp hướng dẫn, đích thân hướng dẫn cho em cùng với quý vị món ăn này luôn đúng không anh? Anh ở hết là sao anh? Thì... Em nghĩ là anh không thể nào chỉ em nấu ăn món này được hả? Không, em rất là trông chờ anh Trường sẽ hướng dẫn cho em. Nhưng mà thực sự là anh làm thất vọng rồi. Bởi vì anh không thể nào chỉ em được. Bởi vì đây là món ăn rất là đặc biệt. Anh Trường thì có thể nấu cho Trúc ăn nè, cho bạn bè ăn thì được. Chứ nếu mà nấu cho thực khách ăn á thì anh nghĩ rằng cần phải có một cái người đầu bếp thật sự là có nhiều năm kinh nghiệm, thật là tài ba và cũng như là rất là nấu rất là ngon, rất là chuyên nghiệp nữa. Và hôm nay cái người mà anh Trường muốn giới thiệu với Trúc, với quý vị đó là đầu bếp của nhà hàng Forever, đầu bếp trưởng anh Ba Cẩn. Anh tháo này xuống nha. Chào Trúc, chào Trường. Vậy là ngày hôm nay mình không chỉ có sự xuất hiện của anh hai bếp trưởng mà còn có sự xuất hiện của anh ba bếp trưởng đúng không ạ? Dạ, không biết là cái cơ duyên nào mà anh hai và anh ba gặp nhau và mình cùng hội ngộ trong nhà hàng Forever? Thật ra thì Trường cùng với gia đình Trường đã có ý định mở nhà hàng tiệc cưới từ lâu. Và khi bắt đầu có ý định mở nhà hàng tiệc cưới thì gia đình đã tìm hiểu và nghiên cứu rất là kỹ những đội ngũ bếp chứ danh và chuyên nghiệp tại Sài Gòn của mình lúc bây giờ. Thì anh Ba Cẩn cùng với nhóm của anh là một trong những đội ngũ rất là chuyên nghiệp. Và khi mà làm việc với anh Ba Cẩn thì Trường cảm thấy đây mới là cái người mà mình rất là hợp cả về mọi mặt. Cho nên là anh em cùng nhau hợp tác để mà mở nhà Forever. Em nghe anh Lâm Trường nói nhiều về cái món gà bọc xôi chiên này rồi. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình sẽ bắt tay làm gì trước hả anh Cẩn? Cái đây là cái gà này thì đã có sơ chế sẵn rồi. Thành ra bây giờ mình coi như là cái công đoạn của mình là tới là mình anh sẽ hướng dẫn coi như làm để mình bọc rồi mình đem đi mình chiên. Anh ơi, anh có thể giới thiệu cho khán giả biết sơ là cái phần gà này mình sơ chế như thế nào không anh, để cho khán giả ở nhà có thể tự thực hiện được luôn ạ? Gà này thì khi mình mua về thì mới lựa cái gà tươi. Coi như là cái, có nghĩa là gà nó vừa thôi, đừng có già quá mà cũng đừng có non quá. Thì nó sẽ không, cái thịt nó không có nhão mà nó cũng không có dai. Đó, bây giờ mình coi như ướp những cái gia vị coi như đặc biệt. Đó, ví dụ như hành, tỏi và mật ong rồi ngũ vị hương rồi kia tất cả các cái xong mình nấu trong khoảng 20 phút cho thịt nó vừa chín tới rồi bắt đầu là mình ngâm trong cái nước đó khoảng 20 phút nữa rồi mình đem đi quay xong ra mình sặc chặt vừa miếng thế này rồi bây giờ mình bắt đầu mình cái công đoạn là mình cuốn mình cán xôi xong rồi mình coi như là mình đem bọc chiên. Một cái khẩu phần ăn cho khoảng 10 người thì mình mua cái xôi này khoảng bao nhiêu là vừa hết? Cái xôi này là khoảng nửa ký. Nửa ký cho 10 người ăn. Không, bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho hai người cái cách mình cán xôi. Dạ. Cái công đoạn này nó cũng hơi khó. Anh hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên là mình sẽ cán xôi. Cảm ơn anh. Vậy là em với anh Trường sẽ cùng nhau thực hiện cách việc cán xôi đúng không anh? Đúng rồi. Cái xôi là mình... bây giờ đó em cứ cán làm sao mà cho nó có nghĩa là nó đều. Rồi nó đều ra sáng giờ rồi nó đều rồi. Em thử nha. Rồi mình sẽ cán xôi vậy đúng không anh? Thì mình cán khoảng khoảng bao nhiêu anh ạ? Cái khi nào cho nó dài ra khoảng chung thử không? Chắc chắn là sẽ phải thử làm cái này rồi. Mình cán vậy đúng không anh? Khi mình cán thì mình có cái cách nào mà để cho xôi nó không có bị dính không anh? Nó cái này đòi hỏi cái sự là coi như nó lâu, coi như câm hay không bằng quen tay vậy. Nó phải đòi hỏi nó cán nó vừa thì nó không có dính. Có nghĩa là nếu mà mình cán chậm thì nó không có đi, không có đi được lớp xôi. Dạ. Có nghĩa là nếu mà Trúc muốn làm món này mà không bị dính xôi là Trúc phải
sau chương trình đó lại đi tập sự 3 tháng. Rồi chắc chắn luôn, khi nào mà xong chương trình là em mới lại em xin anh Trường cho em một chân tập sự 3 tháng liền luôn. Cái này là xôi chứ không phải là cơm nếp. Dạ. Chú có biết là xôi với cơm nếp khác nhau như thế nào không? Dạ là anh Trường muốn làm khó em đúng không? Thật ra thì anh biết Trúc là người rất là yêu ẩm thực, có một cái một cái tình yêu ẩm thực vô bờ bến. Cho nên anh biết là hỏi cho vui thôi chứ em trả lời được đúng không? Em biết là cơm nếp với lại xôi thì nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về cách nấu thôi. Với lại là người miền Nam mình cứ hay quen gọi cơm nếp với lại xôi giống nhau nên chắc là nhiều khi cũng dễ bị nhầm lẫn. Đúng. Nhưng mà ngày hôm nay đây á thì chắc chắn là anh Trường không có làm khó được em đâu, tại vì em đã có anh Ba Cẩn sư phụ đứng ngay bên cạnh rồi. Anh Cẩn ơi, anh có thể nói cho em với lại quý vị khán giả biết là cái sự khác biệt sơ bộ giữa xôi nếp với xôi với lại cơm nếp không anh? Cái cơm nếp á thì là coi như khi mình có thể mình nấu như giống như thay thế gạo. Dạ. Còn cái xôi là mình phải hông nó lên, hoặc là nó nói là người Bắc thì nó kêu là đồ xôi. Hấp xôi. Dạ. Anh Trường ơi, trong lúc mà anh Ba Cẩn đang cán xôi thì em hỏi nhỏ anh một câu thú vị nha. Em thấy là trong cái bộ phim Bếp Hát á thì anh vào vai bếp trưởng khó tính Hoàng Quân. Anh có thể chia sẻ một chút về cái nhân vật, cái vai diễn đó của anh cho quý vị khán giả đi ạ. Anh rất thích nhân vật Hoàng Quân bếp trưởng trong bộ phim Bếp Hát vừa rồi của anh. Anh và Quân có nhiều cái điểm, có những điểm giống nhau và cũng có những điểm khác nhau. Dạ. Có những điểm giống nhau đó là hai người cùng rất yêu thích và đam mê về lĩnh vực ẩm thực. Ẩm thực. Hàng Quân là một cái người đầu bếp rất là nguyên tắc, nấu ăn thì phải công thức lấp len đâu ra đó. Còn anh mà anh nấu ăn thì rất là sáng tạo cách trẻ con luôn á. Nhiều khi anh nấu mì bằng nước cam mà. Thì không anh. Thế ăn không được. Ủa anh Ba Cẩn ơi, anh đang làm phần nào vậy anh? Anh đang bó xôi gà. Xôi gà hả anh? Ủa cái phần gà này là mình chiên hả anh? Cái mình quay. Dạ. Vậy thì mình quay trong cái khoảng thời gian là khoảng bao lâu là nó có thể là mình sử dụng được hả anh? Quay khoảng 20 phút là nó chín, tại vì mình đã luộc rồi đó. Vậy thì bây giờ là anh sẽ bó xôi. Bóc xôi lại rồi mình mới đem chiên. Anh Lam Trường nè, em nghe nói là anh rất là thích ăn gà. Vậy thì ở nhà đó khi mà anh đi ra ngoài chợ anh mua gà thì anh có cái kinh nghiệm gì mà để chọn gà ngon không anh? Theo những cái kinh nghiệm của những người sành về ẩm thực truyền lại á thì anh đi mỗi lần đi chợ mua gà anh thích lựa con gà mái. Bởi vì thịt gà mái nó ngon, đặc biệt ngon gà trống. Dạ. Rồi sau đó thì chọn giống như anh Ba nói thì chọn con gà đừng có quá nặng ký. Dạ. Bởi vì nặng ký nhiều khi cái thịt nó lại không có được tươi, nó không được có mềm thơm. Mà chọn ít ký quá thì lại không đủ cái đủ độ thịt để cho thực khách ăn có thể cảm thấy vừa đủ cái khẩu phần của mình. Dạ. Cho nên là chọn con gà vừa đủ là tốt nhất. Dạ. Một con gà mái và đừng có to quá, đừng có nhỏ quá. Quý vị nhớ là anh Trường có chia sẻ là một con gà mái vừa đủ, đừng có to quá, đúng cũng rồi. Không có nhỏ quá. Cũng đừng có già quá nữa, già quá nó dai lắm. Thì cỡ tuổi anh Trường trở xuống rồi, đúng rồi. Vậy anh Trường, anh có biết là em đọc thấy nhiều thông tin về thịt gà lắm. Em thấy là trong một cái quyển sách Trung Hoa ẩm thực chiến, người ta có nói là mình không có nên ăn thịt gà với lại rau kinh giới, bởi vì đây là hai món ăn kỵ nhau. Và đây cũng là một thông tin thú vị cho quý vị khán giả cùng với anh Trường luôn. Khi mà mình nấu ăn thì mình nhớ lưu ý là mình không dùng hai thực phẩm này với nhau. Đúng rồi. Và anh cũng muốn lưu ý một điều nữa là gà thực sự rất là bổ. Dạ. Nó có điểm lợi, anh thích hơn những cái loại thịt như là thịt heo, thịt bò, những loại thịt đỏ đó thì ăn thì nó có nhiều protein. Nhưng mà thật ra thì trong cái trường hợp mình là những người đi làm nghệ thuật, thích giữ trong cái thân hình thon gọn thì nên ăn thịt gà nó sẽ tốt hơn. Vậy là thịt gà không làm cho mình bị tăng cân. Đúng rồi. Bên cạnh đó nữa thì thịt gà nó có một cái tác dụng về y dược rất là tốt, đó là là làm cho không giảm về vấn đề về tim mạch nè, rồi không có bị stress, bị căng thẳng, nó rất là tốt. Vậy là chắc chắn là đây sẽ là một cái món ăn yêu thích trong thực đơn của chị em phụ nữ. Anh Ba Cẩn, bây giờ mình bó xôi xong thì mình đem xôi đi chiên đúng không anh? Đúng rồi em. Đem xôi đem chiên. Dạ. Mình bó xôi xong rồi mình sẽ mang. Anh thấy cái gà này gọi là gà bọc xôi chiên, nhưng mà nếu mà anh nhìn thấy nó giống như là gà chùm mền, gà chùm mền thấy nó hay hơn đúng không? Ấm cúng đúng không anh? Dạ. Gà được bọc trong một cái lớp xôi nhìn rất là hấp dẫn và thú vị. Dạ. Anh nghĩ rằng khi mà bọc gà bên trong xôi vậy hấp lên á, bỏ vào chiên thời gian thì mình để ông trong một cái thời lượng nhất định á, thì cái mùi thơm của gà nó sẽ thấm vào xôi. Xôi của mình nó không đơn thuần là xôi nữa mà nó sẽ có cái mùi vị của gà. Khi đó mình ăn sẽ có hưởng cái mùi thơm của gà nó rất là ngon. Nghe anh diễn tả thôi là em đã rất là nôn nóng muốn chờ là xem là cái món ăn của mình thực hiện xong thì nó sẽ như thế nào.
Ủa anh Ba Cẩn ơi, khi mà mình bó xôi á thì mình có những cái lưu ý gì riêng để cho quý vị khán giả thì người ta cũng nhớ khi mà thực hiện món ăn này tại nhà không anh? Cái này cái nguyên tắc của nó là mình làm sao mình cố gắng mình làm cho nó đều với nhau. Dạ. Nó đừng có đều. Và thứ cái đừng có có bị bể. Dạ. Nó khi mà nó bể thì coi như khi mình chiên ra nó sẽ xì. Cái xôi nó xì thì nó không có ngon. Mình bó kính, bó chặt tay hay là mình chỉ mình, bó cái đó mình phải bó chặt tay. Dạ. Và cái lúc mà mình cán thì mình cán cho nó đều lên để không có chỗ mỏng chỗ dày. Quý vị nhớ nhé, khi mà mình cán á thì mình cán xôi mình quý vị nhớ là cán sẽ cho nó cán cho nó đều, không có dày, không có bị mỏng. Và khi mình bó thì mình bó kính để cho không có bị xì ra khi bị chiên xôi. Dạ. Rồi coi như cái thời bây giờ cái này là bó đã xong rồi. Dạ. Bây giờ anh xin phép mình đi chiên. Dạ. Rồi anh nhờ Trường với Trúc giúp giùm là coi như trang trí dĩa thức ăn và coi như Trường giúp giùm anh làm cái nước sốt. Dạ. Rồi, sư phụ yên tâm nha. Rồi bây giờ anh em mình là sẽ thi tài coi là ai trang trí đẹp hơn phải không anh? Rồi nếu em muốn trang trí thì mình làm trang trí. Rồi, 1 2 3 bắt đầu. Okay. Rồi bắt đầu ha. Nãy giờ em vào bếp em mới thấy là anh Ba bếp trưởng nè, anh Hai bếp trưởng nè. Nhưng mà không có bóng dáng của chị nhân vật. Chị Út bếp trưởng nha. Dạ có chị Út bếp trưởng luôn. Chị... ta không có hề thấy bóng dáng của bếp trưởng khó tính Hoàng Quân. Bếp trưởng khó tính mà không khó tính chút nào. Nhưng lại rất vui tính đúng không? Dạ. Ở nhà anh có hay nấu ăn không anh Trường? Anh cũng có nấu ăn cho gia đình, đặc biệt là má anh ăn. Thì ở nhà sống chung với má thì anh cũng thích nấu cho má ăn lắm. Dạ. Bóp hết quên rồi. Em phải canh trước. Nói chung là anh cũng chọn những cái món ăn nó rất là thanh nhiệt để cho má ăn. Dạ. Anh tặng em một cái nè, đó cho em trang trí. Dạ. Ở nhà thì món nào là món tủ của anh vậy anh Trường? Hủ tiếu Nam Vang. Hủ tiếu Nam Vang. Rồi lần sau nhất định là khi mà em tập sự ở đây 3 tháng là anh phải hướng dẫn cho em làm món này nha. Rồi được. Dạ. Rồi mình chờ trang trí xong thì mình chỉ chờ phần xôi chiên của anh Ba Cẩn mang ra là mình sắp xếp lên thôi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Xong rồi. Dạ. Đã trang trí xong. Rồi. Đây là hai đĩa trang trí của em với anh Trường. Và ha. Anh sẽ hướng dẫn chút một cái nữa là mình cần trong lúc đợi anh Ba Cẩn đem món ra thì mình phải làm cái nước chấm. Dạ. Tại vì xôi gà khi mà mình chiên lên xong thì mình sẽ cần cái một cái nước chấm để mình ăn với xôi và gà thì nó sẽ ngon hơn. Những người mà thích khẩu vị nó đậm đà hơn, nó phong phú hơn thì mình sẽ rất là hài lòng với những món sốt này. Thì hôm nay là nước sốt thì chúng ta sẽ có những cái bộ điện sau đây. Thì đây là một chai xì dầu. Dạ, xì dầu. Xì dầu của Nhật. Dạ. Một chai hát xì dầu. Xì dầu. Đúng rồi, và một chai giấm thơm. Dạ. Đây là những cái nguyên liệu chúng ta cần. Dạ. Cái tỷ lệ như thế này. Dạ, để cái chén giúp ha. Anh Trường ha. Em giúp anh. Rồi. Với tỷ lệ... Anh Trường ơi, tại sao mình lại sử dụng cái nước tương Nhật mà mình không sử dụng nước tương Việt Nam vậy anh? Thật ra thì nước tương Việt Nam chúng ta cũng rất là ngon. Nhưng bởi vì muốn tìm những cái sự mới mẻ, cái sự lạ trong cái khẩu vị, trong gia vị. Cho nên là chúng ta chọn nước xì dầu của Nhật. Xì dầu Nhật cũng rất là thơm, rất là ngon. Dạ. Tỷ lệ như thế này chúng ta 2 muỗng canh ha. Dạ, 2 muỗng canh nước tương. Đúng rồi. Vậy chắc đây là sự sáng tạo của anh Trường khi mà anh đi lưu diễn và anh thưởng thức các món ăn trên khắp mọi miền đúng không anh? Thật ra thì cái này anh Ba Cẩn cũng chỉ cho anh là chính với anh. Dạ. Cái này phải có sư phụ chỉ em mà. Dạ, phải có sư phụ chỉ anh đúng không? Rồi, đóng này lại. Để em lại xem. Rồi, đây là hát xì dầu. Dạ. Thì nếu mà 2 muỗng canh hát xì dầu thì cần 1 muỗng hát xì dầu thôi. Dạ. Quý vị chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có nước tương Nhật, hắc xì dầu và giấm thơm. Mình sẽ làm với tỷ lệ là 2 muỗng và 2:1:1. Có nghĩa là 2 muỗng xì dầu, 1 muỗng hắc xì dầu và 1 muỗng giấm thơm. Và 1 muỗng giấm thơm. Dạ. Rồi mình sẽ cho giấm thơm vào. Cái hương vị của cái loại nước tương Nhật cũng như là những cái gia vị này nó có gì khác biệt khi mà mình sử dụng, giả sử như mà mình thay thế bằng nước tương Việt Nam á thì nó có gì khác biệt nhiều không anh? Anh nghĩ rằng từ cái nước tương của Nhật và Việt Nam mình nó có những cái hương vị nó khác nhau rồi. Cho nên sẽ tạo ra những cái mùi nó khác hơn. Dạ. Nước xì dầu của Nhật thì em ăn nó sẽ có một cái mùi thơm nhẹ nhàng hơn. Dạ. Chúng ta cho xíu đường vào. Dạ, cho chút xíu đường vô. Chút xíu đường vô. Tùy theo tùy theo mọi người ha. Dạ, để em làm cho anh. Rồi mình cho khuấy lên đúng không anh? Rồi. Mình cho khuấy cái này lên. Rồi. Dạ.
Rồi bây giờ mình chỉ chờ anh Ba Cẩn chiên xôi xiên xong là mình sẽ thực hiện cái quá trình mình xếp gà vào. Xếp gà thì đúng không anh? Rồi anh Ba Cẩn đến rồi. Đây là xôi xôi xiên đã chiên xong. Dạ. Vậy thì bây giờ xôi chiên xong thì mình làm thế nào để mình bài trí lên đây hả anh? Bây giờ mình coi như mình cắt ra. Mình cắt để mình cắt, xôi cắt ra để có... Dạ đây rồi, chuẩn bị hai cái kéo mình cắt xôi hả anh? Rồi, bây giờ hai người hồi nãy giờ hình như là đang có thi thối với nhau trên vấn đề. Bây giờ sẵn đây thì hai người coi như mình tự mình trang trí luôn cái dĩa đồ ăn như thế nào đi để coi như là chấm điểm sau. Rồi. Dạ. Anh vừa kéo nha. Dạ. Mình cắt. Cắt thôi vậy hả anh? Khi cắt thì mình có cái điều gì lưu ý không anh Trường? Không. Không em, cái cắt bình thường thôi. Dạ. Cái xôi ở ngoài nó giòn là nó không có. Dạ. Vậy là mình cứ cắt theo cái hình tròn như vậy à? Để mình lấy cái lớp xôi ra cho cái mình thấy cái gà ở bên trong. Dạ. À. Rồi. Dạ. À vậy là rồi. Mình sẽ cắt gà xôi theo cái hình vòng quanh vậy mình hả anh Trường? Vắt vòng này. Dạ. Rồi, ok. Anh Trường cho em giúp một tay với anh Trường. Được, bây giờ anh sẽ để cho Trúc thực hiện nha. Dạ. À, anh sẽ cầm lên nha Trúc. Dạ. Rồi. Dạ rồi, đây em sẽ giúp anh Trường cắt tiếp phần cắt cậu bên, anh ha. Bên đây. Dạ. Anh Ba Cẩn ơi, khi mà mình chiên xôi này thì mình có cái lưu ý gì không anh? À, cái xôi này mình chiên thì coi như mình chiên với lửa nó vừa, lửa vừa thôi, mình chiên khoảng 15 phút. Dạ. Thì là cho nó vàng. Lửa vừa ha. Lửa vừa thôi. Dạ. Nếu mình đừng có để lửa nóng quá thì nó sẽ khét cái thực phẩm rồi. À, không không? Đây cũng là một lưu ý cho quý vị. Khi mà mình chiên xôi á, thì mình nhớ là mình chiên lửa vừa và chiên thời gian vừa phải thôi để cho xôi mình có không có bị cháy khét đi. Bây giờ mình cắt miếng ra chứ phần. Dạ. À, cắt miếng xôi thành phần vừa ăn. Dạ. Bây giờ mình sẽ cắt miếng nha. Wow. Cái thịt gà bên trong nó vẫn còn nóng. Dạ. À, cái lớp xôi ở ngoài giòn nhưng mà thịt gà bên trong nó vẫn nóng. Chắc là nhờ nó chùm mền. Thơm quá. Wow, mùi thơm ngào ngạt bay lên. Khi mà mình trang trí món ăn này thì mình trang trí là cũng cho gà bên trong xong bây mình giờ, cho xôi bên đó, ngoài. Bây giờ cái này thì mình cứ gấp gà rồi mình cái xôi mình cắt mình đắp lên cũng được. Tùy theo tứ việc. Bây giờ là coi như Chúc với Trường tự trang trí đi. Dạ. Nó hay hơn để mình, đúng không? Dạ. Dạ. Rồi vậy để anh Trường cắt một nửa xong rồi em sẽ giúp anh Trường cắt nửa còn lại. Rồi. Dạ. Đây là cái cách mình trang trí luôn phải không Ba Cẩn? Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ cho từng cái miếng gà khi mà mình cắt ra rồi mình sẽ cho cái phần xôi này để lên trên đúng phần rồi. Gà. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi em sẽ cắt phần còn lại ha. Cắt như vậy đúng không anh? Dạ. Dạ. Cắt như vậy. Rồi. Rồi. Dạ, sau đó em sẽ up lên trên đây. Rồi. Dạ. Vậy là đúng với lại cái định nghĩa gà chùm mền. Gà chùm mền. Dạ. Gà bọc xôi chiên. Dạ. Rồi. Rồi mình cứ làm tương tự như vậy cho đến hết. Dạ. Wow, cái lớp xôi của mình em thấy là nó vàng rụm phía bên ngoài luôn. Nhưng mà bên trong thì vững mềm. Dạ. Rất là hay. Anh Trường khi mà làm những cái công đoạn này thì có gợi cho anh nhớ lại cái khoảng thời gian mà anh đóng bộ phim Bếp Hát không anh? À, anh nhớ rất là nhiều nhưng mà đặc biệt là tại vì trong phim Bếp Hát á, thì món đa phần là làm những món Tây. À, còn món này là món kiểu như Á Đông mình, đặc biệt là món của Việt Nam mình. Vậy thì không biết là riêng cái khẩu vị của anh Trường á, thì anh thích cái khẩu vị nào hơn? Anh thích các món Á Đông hay là các món Âu hơn? Mỗi một vùng miền hay một quốc gia thì nó có những cái đặc trưng riêng của từng cái khẩu vị em. Dạ. Anh thì lại ăn được tất cả những cái khẩu vị của các quốc gia cho nên anh cảm nhận được, cảm thụ được cái vị riêng của mỗi quốc gia. À vậy là khác một chút với lại bếp trưởng Hoàng Quân thích nấu ăn thì anh Trường thích thưởng thức thức ăn hơn đúng không anh? Rồi. Anh Ba Cẩn ơi, bây giờ bước kế tiếp mình làm gì nữa hả anh? À, cái này bây giờ là bước kế tiếp là mình đem ra mình phục vụ cho khách. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ thì
chúc với Trường là có trang trí hai cái dĩa rau này thì anh thấy rất là đẹp. Nhưng thật sự ra mà để phục vụ cho 10 người thì hai dĩa này nó quá nhỏ. Mà thành ra anh sẽ đưa cái gì, thế cái dĩa rau khác để mình phục vụ cho khách luôn. Dạ, vậy là mình sẽ cho một cái đĩa khác to hơn để đủ cho khẩu phần ăn. Trang trí thế này sẽ có một dĩa to hơn và chúng ta sẽ để phần xôi gà lên trên đó để đem ra phục vụ cho khách. Vậy là em với anh sẽ cùng mà dẹp cái đĩa này sang một bên ha. Đây là dĩa đồ ăn đã pha sẵn. Wow, em có thể nghe được cái mùi thơm ngào ngạt bay lên. Rất là đẹp mắt luôn á anh Trường. Đây là một trong những cái món khoái khẩu của anh. Thường thì chỉ có những buổi tiệc lớn thì mới được ăn thôi. Nhưng mà anh cũng lâu lâu thèm quá cũng tới nhà Forever để nha. Nên anh ba cận nấu cho ăn. Thì món này rất là ngon. Rất là thơm và hấp dẫn. Bây giờ mình thưởng thức món này thì mình sẽ ăn nóng dùng kèm với lại nước tương không anh? Rồi, dạ, đây em sẽ chuẩn bị sẵn chuẩn bị cho anh Trường. Rồi, bây giờ chúng ta thử ha, anh mời chút. Khi mình ăn thì mình sẽ chấm xôi và chấm gà vào trong nước sốt đúng không anh? Rồi. Dạ. Đó, em mời anh chờ chút. Chúc các Trường thấy cái phần xôi này như thế nào? Có thể cảm nhận được cái vị giòn rụm của lớp vỏ bên ngoài của xôi. Bên trong thì nó vẫn còn giữ được cái độ dẻo. Nhưng mà Chúc có để ý một điều là trong cái lớp xôi này khi mình ăn vào á, ngoài cái mùi nếp thơm ra mình còn hưởng luôn, mình còn có thấy được cho có một cái hương vị của gà, thịt gà ướm trong đó. Những cái gia vị, những cái gia vị mình ướp trên gà nó thấm vào trong nước sôi đó, mình ăn rất là ngon, rất là vừa miệng. Dạ đúng rồi anh. Thật ra thì nước sốt này rất là lạ nhưng mà chúng ta có thể ăn không vẫn thấy ngon, đúng không? Dạ. Thử gà nha. Dạ. Phần gà thì mình ăn không hoặc là mình chấm vào trong nước sốt. Dạ. Tại vì em thấy là gà này chắc là mình đã ướp gia vị từ trước. Anh Cẩn ơi, anh có thể chia sẻ lại một chút cái quá trình mà anh khi mà anh ướp cũng như là anh luộc gà nó có cái điểm gì đặc biệt không anh? Khi sau khi mình ướp xong rồi mình để cho khoảng nửa tiếng cho nó thấm cái gia vị và cái thịt gà. Xong cái mình đem đi luộc. Nhưng mà mình không luộc cho nó chín luôn. Nhưng mình luộc khoảng 20 phút thôi. Rồi bắt đầu mình tắt lửa, mình để cho nó thêm 20 phút nữa nó ngấm hết cái gia vị đó. Là nó vừa chín mà nó vừa ngấm gia vị. Và với gà thì cái gà nó sẽ thơm ngon hơn là cả. Quý vị nhớ nha, khi mà mình luộc gà đó thì mình sẽ luộc gà ở trong nồi và sau khi mà mình luộc thì mình sẽ để một cái thời gian lâu hơn để mà cho cái nước luộc gà nó rút vào trong thịt gà để thịt gà có được cái vị ngon ngọt anh ha. Rồi khi mà em thưởng thức cái thịt gà này hồi nãy á thì em thấy là cái gà của mình rất là đặc biệt bởi vì nó có cái vị ngọt và em cảm nhận được là gà nó không có bị khô, nó vẫn như được cái độ ướp. Có phải là có phải là do mình ủ trong nếp lâu không anh? Cái này thì cái nếp nó bao cái lớp phần gà ở trong rồi. Thành ra khi mà khi mình chiên lên thì cái nóng ở ngoài nó hấp thu từ từ vào cái trong cái nếp nó đi vào trong gà thì gà nó không có trực tiếp với lửa, thành ra nó không có bị khô. Đây đúng thật sự là một món ăn ngon, dễ dàng thực hiện tại nhà để có thể đãi tiệc một cách dễ dàng đúng không quý vị? Quý vị ơi, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã làm quen với phong cách nấu món ăn tiệc cưới và món ngon của ngày hôm nay đó là món gà bọc xôi chiên. Một món ăn vừa có xôi, vừa có thịt, có vị ngọt, vị giòn mà lại không béo ngậy, rất là dễ dàng thực hiện. Rất cảm ơn nhà hàng Forever ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình. Và rất cảm ơn anh Ba Cẩn vì anh đã chia sẻ cho quý vị khán giả một món ăn ngon, hấp dẫn và dễ dàng thực hiện tại nhà. Thay mặt chương trình thì Phương Trúc xin được chúc anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và sáng tạo thêm những cái món ăn mới. Rồi, cảm ơn Phương Trúc và cũng cảm ơn chương trình. Nhưng cũng chúc quý vị khán giả coi như thực hiện dễ dàng món ăn này. Và với anh hai bếp trưởng thì ngày hôm nay thì Phương Trúc rất là vui bởi vì anh dù cho thời gian bận rộn nhưng mà anh vẫn dành thời gian để hướng dẫn cho quý vị khán giả một món ăn ngon, hấp dẫn, đẹp mắt như thế này cùng với những giây phút mà chia sẻ chân tình, thú vị mà hóm hỉnh mà anh mang đến cho chương trình Món Ngon Đãi Tiệc. Chắc chắn là Phương Trúc cũng như là những người hâm mộ, những người yêu mến anh Lam Trường sẽ luôn luôn dõi theo từng bước chân của anh Lam Trường trên con đường sự nghiệp. Cảm ơn Phương Trúc rất là nhiều. Lam Trường cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả đã có sự quan tâm tới nhà Forever, nhà tiệc cưới của Trường. Hy vọng rằng cái món ăn ngày hôm nay cũng là một trong những cái món ngon mà quý vị biết thêm để có thể thực hiện trong sắp tới, hoặc là quý vị có thích thì có thể đến với nhà Forever chúng tôi.
Quý vị ơi, đến đây thì thời lượng của chương trình Món Ngon Đại Tiệc cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và đừng bỏ lỡ bất cứ một số nào của Món Ngon Đại Tiệc để có thể học hỏi, để có thêm nhiều những bí kíp mới trong cẩm nang ẩm thực của mình nhé. Những món ăn ngon đặc sắc hay những nhà hàng đặc sắc mà quý vị muốn giới thiệu cho chương trình của chúng tôi, hãy gửi email về cho địa chỉ mongondaitiec@nguyenminhad.com. Xin chào và hẹn gặp lại.